Có đầu gối không chị? Tính hỏi chơi ai dè có thiệt. Mà cũng không nghĩ là nó bự cỡ này. Mới nhìn qua là biết không tự lượng sức rồi. 75 xiền cho một ao bún giò heo. Cục giò đã to rồi mà bún còn vô bờ bến nữa. Nom cái mặt hào hứng vậy thôi chứ đang hoang mang tột độ đó. Tầm này mà alo được đồng nhai nào ra chia ăn phụ mới hết chứ. Mới gấp một đũa bún đầu thôi là đã thấy lưng lửng cái bụng rồi. Tới đũa thứ hai là xác định chuyển qua ăn thịt chứ ngồi ăn bún hồi no. Ngoài cái đầu gối to bành kỳ đó thì còn được thêm cục giò nho nhỏ. Phải nói là lâu lắm rồi mới cắn vô được một miếng giò ưng ý như vậy. Vừa mềm vừa béo và rất là thơm thịt. Nước chấm ở đây pha từ nước mắm, hành phi, chanh với ớt ăn nó dịu lắm. À quên, còn có miếng tiêu nó thơm thơm nữa. Có điều không hiểu sao bún cho nhiều dữ. Chắc phải nửa ký chứ chẳng chơi. Mấy cái miếng hành phi này nè nó thấm nước mắm rầu, bỏ lên thịt ăn là đậm đà luôn. Tính là cái miếng giò nhỏ nhỏ đó thôi là đủ rồi, nhưng mà nhìn cái đầu gối chịu không nổi. Thảy mấy miếng hành phi lên rồi dùng hết sức bình sinh mà cà. Chùi ui cái lớp da cắn chúng gân nữa, nó giòn mà nó béo. Mùi thịt giò rất là thơm, làm gợi lại bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ. Nhưng mà cuối cùng ăn cũng đâu nổi, gói đem về tối ăn tiếp. Vậy mà cũng no lâu lắm mà nghe. Tới đâu 3-4 giờ chiều mình mới ăn cử thứ hai. Để dít miếng chả lụa ăn trước cái đã. Mỗi lần đi mua chả là mình đều xin lấy cái phần chả đầu. Kể cả đi ăn cái món gì có chả mình cũng xin lấy chả đầu. Chính ngay cái khúc sần sùi nhất của miếng chả vậy mà ngon. Minh họa cái khúc chả sần sùi này là chả chiên mà là chả đầu á. Rồi mỗi khi ăn chả là không thể thiếu cặp bánh dày. Hệ nếp, hệ dẻo, hệ dai dai dính dính ăn chỉ có mê thôi. Cứ tay trái thủ thêm miếng chả nữa là bên đẩy bên đưa đúng nhịp nhàng. Chưa dừng lại ở đó, mình quyết định luyện cơ hàm thêm bằng món bánh đúc cốt dừa. Thèm bữa giờ hôm nay mới có dịp ăn lại, ta nói trần ai khoai củ. Cái sự ngon nó làm mềm nhũng người ra luôn chứ chẳng chơi. Bánh đúc nó cũng mềm, cũng dẻo, cũng sực sực, lại còn thơm mùi lá dứa nữa. Phụ họa thêm vài cọng khoai mì nữa là chỉ có ghiền thôi. Đơn giản vậy mà ngon.